được fan Thái Lan, Indonesia quầy. Chiều ngày 26 tháng 11, huấn luyện viên Park Hang Seo cùng các cộng sự đã có mặt trên sân Rizan Memorial để theo dõi hai đối thủ đáng gờm nhất bảng B là U22 Thái Lan và U22 Indonesia tranh tài. Ngay lập tức, huấn luyện viên Park Hang Seo bị các fan từ Thái Lan và Indonesia nhận ra để rồi thuyền trưởng U22 Việt Nam liên tục được đề nghị chụp hình. Việc thuyền trưởng người Hàn Quốc được các fan bóng đá trong khu vực hâm mộ thực tế không phải bây giờ mới xuất hiện mà suốt 2 năm qua với những chiến tích giành cùng với tuyển Việt Nam ông Park đã trở thành cái tên tương đối hot ở Đông Nam Á. Các fan của Thái Lan, Indonesia càng có lý do để ngưỡng mộ thầy Park hơn khi suốt thời gian cầm quân chiến lược ra người Hàn Quốc đã giúp bóng đá Việt Nam bất bại trước chính đội nhà của họ ở các giải. Đấu gần đây.